Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người cây guitar của Yamaha, model của nó là ABX6. Cây này thì trong đây để là sản xuất tại Đài Loan nha mọi người ha. Thì sản xuất tại Đài Loan và Nhật thì nó đều tiêu thụ ở thị trường Nhật hết, trước tiên hết, nên chất lượng nó gần như là sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đây là cây thuộc dáng khuyết và thùng mỏng, cái màu đen lông chuột á, đen bóng lông chuột. Nên trong cây này ngoại hình thì tương đối còn đẹp, này nó dính bụi nhiều á, mình cũng chưa có chùi, chưa vệ sinh. Chỗ này nó có hơi cái giống như cái chỗ này nó giật, nó sao mình bị ố, chắc kêu là bị ố đi ha. Ngựa zin nè mọi người, ngựa zin, mấy cái chốt đàn cũng zin ha, lược zin. 6 sợi dây đàn này thì mình thay dây thường thôi. Mình cũng có cây Hawaii, cây Hawaii 12 dây nè. Đây là cái cần đàn ha. Khóa đàn zin hết nha mọi người ha. Logo Yamaha. Đây là cái miếng dán của cái chỉnh cần đó, ti chỉnh cần. Khóa đàn zin nè mọi người. Khóa đàn của nó thì mình thấy nguyên zin hết, có cái chữ Yamaha trên đây luôn. Đẹp, khóa còn mới lắm, đẹp. Cần đàn cũng đẹp nha, không có bể vỡ tét gì hết. Đây là chỗ máng dây, dây đeo. Thì cái phần này nè, mình thấy nó có một cái lỗ đây, thì theo mình biết đây là cái lỗ volume của zin của đàn nó sẽ có, nhưng mà không biết cái người chủ trước sao mà người ta gỡ nó ra rồi ha. Đã lắp cái này vô, đã lắp cái EQ này vô, mét B12 đã lắp cái này vô. Đây là thùng gỗ nha mọi người ha, lưng gỗ mà cái dáng cái sơn đó, cái sơn zin của nó là nhám vậy đó, mà nhám nha chứ không phải bóng. Ở trên thì nó bóng, ở dưới đây thì nó nhám, và dạng khuyết mỏng rất là đẹp. Thì những cái dạng khuyết này thì nó có ưu điểm và khuyết điểm của nó. Ưu điểm là nó đẹp và nó nhẹ nhàng, nó dễ di chuyển, nó làm cho mình thoải mái trong lúc mình biểu diễn ha. Còn cái khuyết điểm của nó là khi mình chơi âm mộc á, không có ra loa, không có gắn EQ á, thì nó âm nó không có lớn bằng những cái dạng thùng D. Nhưng mà bù lại thì nó có cái bộ này rồi. Đa phần những cái cây dáng này thì nó là dành để mà biểu diễn sân khấu thôi, chuyên nghiệp thôi, nên cái âm mộc của nó cũng không có phải quyết định hết tất cả. Quan trọng là cái nó có cái này, khi mà nó kết nối ra lo thì nó sẽ phát ra âm thanh rất là hay. Giờ mình thử âm mộc trước ha. Phím kiếm cái phím nha. Thank you.
mình sẽ thử với lại cái âm ly phát lên đét có 20W thôi, để mình nghe tạm thôi, chứ thật sự cái âm ly này nó không có thoát ra hết được cái âm của cái đàn mọi người ha. Cái âm ly thì nó, cái âm ly này nó không được hay lắm đâu mọi người ha. Mọi người thì nghe tạm thì kiểm tra cái mức độ khi mà cây này nó kết nối ra lo thì nó sẽ nghe tương đối vậy đó. Cái âm ly nó hay hơn thì nó sẽ nghe hay hơn, thoát ra hết cái âm thanh của cái đàn của mình. Rồi thì mình thử với lại âm mộc và âm ra có EQ ra lo cho mọi người xem rồi ha. Cái này thì mình sẽ giao lưu với mọi người giá là 3 triệu X, thì mọi người quan tâm thì mình sẽ báo giá chính xác X cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.